làm không kịp bán, trái với tình trạng ế ẩm của smartphone, thương hiệu cảm biến camera Sony làm không kịp bán, ngay cả khi hãng điện tử Nhật Bản vận hành dây chuyền 24 trên 24 trong suốt 2 năm qua, Sony liên tục vận hành các nhà máy sản xuất cảm biến camera bất kể ngày đêm, nhưng hàng làm ra không đủ bán. Công ty này đang tăng gấp đôi đầu tư vốn, tăng lên 2,6 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2019 cho hoạt động sản xuất cảm biến ảnh Sony cũng đang xây dựng một nhà máy mới ở Nagasaki và sẽ đi vào hoạt động tháng 4 năm 2021. Cảm biến ảnh Sony xuất hiện khắp nơi, từ các mẫu điện thoại mới nhất của Samsung, Huawei cho tới Apple. Samsung và Huawei đang chạy đua ra mắt camera biến ảnh trên 40 megapixel có thể chụp ảnh siêu rộng, trong khi đó, Apple ra mắt iPhone 11 Pro với bộ ba máy ảnh. Tất cả chúng đều sử dụng cảm biến ảnh của Sony. Mảng bán dẫn hiện là nhánh ăn nên làm ra nhất của Sony, chỉ sau PlayStation. Hồi tháng 10 Sony đặt kế hoạch tăng trưởng mảng sản xuất chip lên 38% cho năm 2020 kết thúc vào tháng 3, đạt 1,82 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận quý 2 năm nay tăng đột biến 60%. Sony dự báo doanh thu từ mảng bán dẫn sẽ tăng 18% lên 9,5 tỷ đô la Mỹ. Trong số này, doanh thu từ cảm biến ảnh chiếm tới 86%. Tính tới tháng 5 năm 2019, Sony kiểm soát 51% thị trường cảm biến ảnh và đang hướng tới việc kiểm soát 60% thị trường trong năm tài chính 2025.